Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Audio Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay anh Nguyễn sẽ giới thiệu và test một bộ âm thanh sự kiện. Thì bộ âm thanh này gồm các thiết bị sau. Thứ nhất là một đôi loa JBL 725 sử dụng 2 bát 40 từ 22 họng 100 và chiếc kèn titan từ 17. Thì dòng này là dòng loại 1 của 1 Trung Quốc, được sản xuất, lắp ráp nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên khối từ Trung Quốc. Và dòng này dòng sơn sần. Đấy, sơn sần. Đây là anh em ở khu chữ dưới đây. Đây là JBL, anh em nhìn chưa? Không phải bộ là hàng công ty hãng. Đấy, JBL sơn sần cát. Và có kia trên và cái dưới. Đây là loại 1 thì giá đắt hơn loại 1 của 2. Thì báo cáo các bác, tất cả các dòng loa loại 1 từ Trung Quốc về thì bất cả anh em nào bán nó giống nhau hết. Bởi vì cũng chưa có một đôi loa JBL nào mà do bộ ngăn đóng cục dấu một cái vào đây là loại 1. Lúc đấy nó mới là chính thức. Còn kênh này bảo là loại 1, kênh kia là loại 2. Tất nhiên là phải theo cái chung. Nhưng mà kênh này bảo hàng này là loại 1, hàng kia là loại 2 thì đó là chưa chính xác. Khi nào được quy chuẩn, tức là thế giới công nhận, bộ ngoại Việt Nam công nhận đóng cục cái dấu mà đây thì đấy là căn cước. Còn đây hành khẳng định, hành khẳng định nó là hàng loại 1 xịn của Trung Quốc, 1 của 1 của Trung Quốc nhập về. Đấy, cái tiếp theo, cái bộ này là một đôi JBL 725 và đôi Martin bát 40 từ 22 100, check cái đơn từ 17. Thì những cái dòng sự kiện này anh Nguyễn sẽ đánh loa đồng tốc với cùng đẩy, tức là đồng tốc luôn, là một đôi 725 và một đôi Martin bát 40. Và tiếp tục loa thứ hai là một đôi súp kép 50 Vương Miện. Thì dòng này anh Nguyễn đã có những bản đánh giá rồi, là sử dụng 2 bát 50 từ 22 100, toàn bộ là từ 22 hết là 100 và bát có thể là 40 50. Thì đây là bát 50, dòng này là súp của Mỹ, bãi Mỹ, rất là đẹp. Anh Nguyễn đã có những bài đánh giá chi tiết về dòng súp Vương Miện này rồi, tức là một bộ của hình này. Tiếp theo cái bộ ngoài mà bác yêu cầu gồm có này. Thứ nhất là một Mr. Rat 12 line. Dòng này dòng xịn cho nên là sử dụng rất là lành. Anh Nguyễn đã loại rất nhiều cái dòng Mr. Đến cái dòng Mr. Rat EFX 12 này là dòng chạy rất ổn định, gì vật eco nó tốt, rất là chuẩn, chạy không bị sôi, không bị sôi, lâu ngày không bị sôi, trên áp chắc chắn, âm thanh ra thì hay, tiếng mic cũng được chứ không hay bằng số được. Đây là cái bộ ngoài, một Mr. Rat 12 line, một chiếc máy lưng tiếng Idol View 100, hàng chính hãng của Việt Nam. Thiết bị thứ ba đó là một chiếc máy lén DBX 166XN. Thì dòng này anh Nguyễn đã đánh giá rồi. Thứ ba, thứ tư là một mic BT600, dòng mic Mỹ BT600 này. Bắt được 200m, không vấp. Và nó có 1600 tần số quét tha hồ, rất là nhạy, sáng, trong, không vấp. Thứ tư, thứ năm đó là một cục quản lý nguồn Yamaha, dòng cao cấp, có chế độ bypass, không may có sự cố là có thể là dùng coi như cái quản lý nguồn này là một cái ổ điện, đồng thời là báo số điện áp hiện tại đang dùng, thì mình biết có kế hoạch để mà có thể thêm ổ áp hoặc gì. Đấy, số vôn này 5 rồi. Nó khác với những dòng DBX nhé, dòng này nó cao cấp. Đấy, dòng cao cấp, dòng này không cao cấp. Dòng có những phím bấm này rất là phiền toái. Anh Nguyễn đã dùng rồi, nó hai lỗi, cái công tắc ấy. Các bác hình dung này, những cái mà tiếp điểm ấy, công tắc thì khi mà điện áp cao, bác bật tắt rất hay đánh cái tiếp điểm ấy, nó bị một hồ quang ra, nó bị tóe lửa, nó sẽ chập chờn. Thì nhà xuất người ta không làm nữa. Hay dùng là một cái quản lý nguồn Yamaha BA1002 cao cấp, hàng rất là đẹp và lặng. 1, 2, 3, 4, 5. Thiết bị thứ 6 là một chiếc lọc DBX 2231, lọc rất là mạnh. Thứ 7 là một chiếc vang số Shiso TB1050, là vang dòng vang số vua, tức là cao cấp nhất hiện nay thì ở Việt Nam. Dòng này có thể đánh giá dưới LEO đánh giá là cao cấp nhất. Thiết bị tiếp theo đó là một cục đẩy công suất xa sao C4900, 4 kênh. Thì cái cục đẩy này mỗi một kênh nó ra là 900W trên một kênh.
đây là công nghệ mới tinh. Cục này là mới tinh nhập khẩu nguyên khối bên trước. Chạy công nghệ Class H và tiến là cực sạch vào trong. Tiếp theo là cục đẩy xa 20, Chris xa 20, 52 đèn. Cục đẩy này của anh gọi là gã khổng lồ, mục đích để đánh dòng full kép, rồi là xúc kép. Cục đẩy xa 20 thần sấm, 64 đèn bù áp. Thì bộ ngoài gồm có một mixer này, hai idle này, ba máy nén, 4 mic, 5 quản lý nguồn, 6 lọc, 7 vang số xì xô, 8 cục đẩy 4 kênh, xe sao, 9 xe 20, 10 xe 30. Bộ ngoài còn có 10 thiết bị. Thì cục đẩy còn rất nhiều sức quá nhá. Nếu cái bộ này nó dư quá nhiều sức luôn, cực nhiều sức luôn. Đấy, chỉ cần hai cục đẩy này đã đánh thoải mái cái khối loa rồi, đánh thoải mái rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Cục đẩy này có thể bác lấy thêm để cho dư thừa thôi, về làm đánh ở cái loa khác. Đây chính là bộ ngoài. Thì anh Nguyễn nhấn mạnh này, cái dòng quản lý nguồn thì anh Nguyễn đã bán rất nhiều. Những cái dòng quản lý nguồn này là dùng quản lý nguồn cao cấp. Có những dòng bác ấn này, giống như công tắc này, nếu ở điện áp cao bật đi bật lại nhiều lần nó sẽ có cái hồng quang quánh, hỏng hết tiếp điểm luôn. Đấy, thế cục đẩy xe 20 dòng này bác muốn khởi động bác phải ấn giữ, và xe 20 phải ấn giữ. Đấy, âm thanh nó không to ngay mà nó phải lên từ từ để kiểm tra. Đấy, thế toàn bộ cái khối ngoài, cái bộ cấu hình này anh Nguyễn test cho bác thông, có địa chỉ là số 67 Nguyễn Anh Thủ, Tân Thới, Hiệp, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Một bộ sự kiện, thì bộ sự kiện này giống như bộ sự kiện của bác Vịnh ở trong Đắk Nông, anh cũng đã gửi rồi, phản hồi rất tốt luôn, về dùng được ngay và rất là ăn khách, rất nhiều anh em khen. Thì bộ này nó dựa cấu hình đấy, thì bộ này có thể anh Nguyễn có thể test ngày nay hoặc ngày mai nếu còn đủ thời gian, vì nó hơi muộn tí là nhân dân của anh biết là người ta dự ứng với âm thanh, nên là người ta chỉ biết đi làm thôi, người ta không thích âm thanh, nên là nó to tí là nó rất nhiều ý kiến, nên anh Nguyễn quay phát cho bác cái cấu hình. Đây chính là bộ cấu hình rất là đẳng cấp, mạnh mẽ, làm sâu, làm sự kiện lớn. Và tiếp tục anh Nguyễn sẽ còn đủ thời gian, anh Nguyễn sẽ test âm và cân chỉnh trực tiếp trên hệ thống máy.